thị trường thì mình cũng đã mở rất nhiều rồi nhưng mà chưa có con nào mà thấy đổ nhựa như con này đâu. Thì là Vinh Báo đã đánh giá chi tiết cụ thể con máy mài góc này của thương hiệu Makita, công tắc cạnh của nó với giá bán là 1.090.000 này. Thì ở clip này Vinh Báo sẽ bóc tách cái sản phẩm này, ở bên trong cái con máy mài góc này của thương hiệu Makita thì nó sẽ như thế nào nhé, để cho những ai đang có nhu cầu và quan tâm để đánh giá một cách chi tiết nhất về dòng máy mài góc của thương hiệu Makita này. Giá không hề là chua chát một tí nào luôn nhé, 1.090.000 này. Bây giờ mọi người hãy hướng lên màn hình để xem cái video tiếp theo mà Vinh Đá sẽ làm nhé. Để có thể mở được cái con máy mài góc thì đầu tiên mọi người sẽ phải tháo vị trí đuôi trước, tại vì chổi than ở phía bên trong máy này. Mình phải tháo chổi than trước thì mọi người sẽ tháo được bộ động cơ sâu xa nhé. Đó. Chổi than thì nó sẽ nằm ở phía đuôi đây, mọi người lôi nhẹ này. Đó, đây chổi than này. Phía bên trong của máy đây, mọi người sẽ xem cái công tắc trước này. Bên trong máy nó sẽ ghi là gì đây. Đó. Nói chung là một số thông số cơ bản thôi. Đây mình xem chi tiết để đánh giá trước luôn cho mọi người. Đó, làm cực kỳ là sắc nét rồi. Chổi than này thì nó sẽ không phải là dạng lò xo nữa, mà nó sẽ là dạng dây nhá. Nó không phải là dạng lò xo nữa mà sẽ là dạng dây. Tại vì lò xo khi mọi người sử dụng nhiều ấy, nếu mà nó nóng quá thì nó sẽ cháy, thì mọi người sẽ phải thay chổi than nhiều nhá. Bây giờ đa số là người ta sẽ sử dụng dạng dây hết. Đó, mình sẽ tháo ra nhẹ nhàng thôi. Sau đó là mọi người sẽ tháo bốn con ốc ở phía trên cùng này. Đầu tiên là sẽ ngó cái phần trước này. Đấy, có mỡ bên trong này nhá, có seri, có thứ đầy đủ này, làm rất là đẹp luôn, mọi người cùng xem này. Làm rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì mọi người sẽ phải tháo cái bộ này ra trước này, bộ này thì mình sẽ nảy ra. Chổi than mình tháo rồi, thế nên là làm nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Đây là tất cả nội thất ở bên trong này, 215619D này, máy mới nguyên tem của tiệm luôn nha các bác. Đây hệ thống cánh quạt của máy này, bằng nhựa này. Đây là cổ góp này, còn đây là rô của máy này, đổ nhựa này. Đây mọi người xem nhé, đây là cái con máy mài góc mà đổ nhựa như thế này rồi nhé. Trên thị trường thì mình cũng đã mở rất nhiều rồi, nhưng mà chưa có con nào mà thấy đổ nhựa như con này đâu. Mình xem cái vỏ như thế này. Bên trong cũng thế này, cái chỗ mà quấn dây điện các thứ cũng thế này. Bảo sao nó có giá là 1.090.000 là đúng rồi nhé mọi người. Đó, giá như thế này là quá là hợp lý rồi. Làm cẩn thận như thế này, độ bền như thế này nó quá là bền rồi. Ok, mọi người vừa xem xong rồi đấy. Còn những ai có nhu cầu có thể liên hệ tới số điện thoại em để góc bên dưới màn hình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.